Chào các bác, phiên 25 tháng 4 âm lịch, tức là ngày 16 tháng 6 dương lịch. Chợ đông quá các bác. Quay từng mảng một nữa. Đầu tiên là cái chỗ bác này. Xong rồi rất đằng này, nhiều lắm. Đằng kia có nhiều cái đẹp ạ. Chờ thì ăn sau. Lâu lắm mới lại lên bác nhỉ. Xanh hả bác? Cái này bao nhiêu bác? 4 triệu. Già nhỉ. Chợ này đông vui quá. Đấy, cứ quay luôn cái số của ông này. Chả cần hỏi, cũng không biết tên là gì đâu. Đúng không ạ? Tôi cứ ra đây là ngẫu nhiên mà. Mày có cùng chỗ 0912 cái gì thôi. Mất số rồi. Con này thì bao nhiêu bác ơi? 25 bao nhiêu rồi? 25 à? Đây mà cắt ra lấy phần kia được không nhỉ? Che cái chỗ này đi. Đấy. Nhưng mà sẹo nó to. To. Cái tên là không ạ? Cây của ông Nhạn. Cây tùng của ông Nhạn. Ông Tỷ đây có cây gì không? Bán có bán không? À, cây đi, nhà đi. Đang mua. Ông Nhạn cứ cho các bố làm việc. Cái này bao nhiêu ông? Và cái tùng này bao nhiêu? 6 triệu. 6 triệu. Con cây xanh này. Xanh trùng thế. Đâu không có những cây nào? Đây 5 cây, 1, 2, 3, 4, 5. Chú còn cây nhỏ, cây dân bụt Đà Lạt. Cây này thì bao nhiêu? Làm móng hay chứ? Dân nhóc nhỉ? Cây 3 triệu làm móng. Ông lại đọc lại số của ông, nhiều anh em quên số. 0934 0934 309 309 788 788 đúng là có cái chi gì được 8 triệu. Đó là tao đứng 2 triệu. Đó là để tao đứng 2 triệu. Đây là có chân, chân cái khác. Thế nó chuột làm được như này nó nhanh lắm, phải nói thế này, chọc được chân này, ở chân đó là 8 triệu 6, ông này vừa đúng 12 triệu, à cái ông giả 8 triệu, lấy ở ngoài về, phải về chứng triệu là tôi nhưng phải vừa này chắc hết chỗ, có vậy hàng hàm chứ không thì hàm lắm, say cũng ra đấy, em không chơi rồi, đấy tùng này của ông này, đẹp chứ nhỉ? Tùng quyết đấy nhỉ, quyết tùng đấy. Cây đấy giả lắm rồi đấy, giả cái năm 2007. Tùng tuyết, tùng quyết đẹp. Có đây từ 2007. 2007. Tùng quyết, tùng xà đây. Đây có cái này hay này. Bé tí mà đấy. Đẹp, bé này đẹp, thích to hay sợ nặng lắm. Như này là vừa tầm. Đúng rồi. Chứ mà một bên là vừa tầm. Chứ một bên nặng là cảnh, sợ lắm. Tiêu cảnh. Nặng thì tao hết cả cao là 30 phân cây nhỉ. Ừ. Anh chậu này thì khoảng độ 25 35. Đấy, 25 35. Cao thì gần 30. À 25 35 đúng không ạ? 30. Đấy, bóng rất rộng. Bóng làng ấy. 40 40. Trực tùng bóng làng, bóng người sáng đẹp. Quay xanh Nam Điền chợ cổ. Xanh Nam Điền. Sang ông thì ông giải cái chậu là 800, là 1 triệu ông giải 1. Mua riêng cái chậu đúng không? Còn cả cây lẫn chậu thì 6 đúng không? Và móng này nhìn giống của Cùng Duy lắm. Đúng rồi. Hơn năm nay không lên đấy mà nhìn nó bảo cháu có bạn chú bạn nhà cháu tốt đấy nhỉ, hắn bán ăn lắm đấy, hắn bán mặt sau cái này đấy ghê rồi. Dâm bụt này bao nhiêu tiền không? 3 triệu. Già lắm. Cần mình nhé, em đủ đấy.
để sang ủng hộ bác này cái nào. À, mới nhất cái xanh này về hay đi chứ bác nhỉ. Cái đấy bao nhiêu bác? Đấy 700. 700 đấy. Bán ra gốc luôn. Còn những cái loạt này thì chắc khỏi từ cây khó khoảng 400-500 đến hơn triệu. Từ 400-500 đến hơn triệu đúng không? Ai thích thì gọi cái số kia đúng không? Cái số kia. Luân à, bác Luân nhỉ. Thế cho dễ không vậy? Tôi chả biết ai là với ai đâu. Ra đây gặp nhau là vui. Đây, những cái xanh này thì bao nhiêu bác? Ai cũng là một xe này lên này. Đấy cái này xinh xinh này. Bao nhiêu? 700. Đấy, đi mái quá. Để bàn uống nước thế thôi. Chơi chơi kia là giống chơi thợ rồi, chơi vui vui này đẹp rồi. Để cái bàn chậu sạch sạch là có đẹp rồi. Nhưng mà chơi bàn thợ kia thì đua tiền chết. Sộp đây, túp sộp, túp à. Đó. Ví dụ những cây này thì bao tiền đây? 500. Đấy. Trồng trên nhiều đất. Nhiều đất. Giấy này, ruối nhiều, nhiều vô kể. Khế, sung, cùng La Hán. Nhiều quá, đấy, cả canh châu đây. Cần thang. Có cây ấy này, cây lạ lạ này. À, có cái gì vậy? Triệu rưỡi này. Cái gì bác? Để gỗ chắc. Chắc á, nhìn như cái du đấy. Không phải, gỗ này gỗ cành gỗ đấy, cây thần gỗ đấy. Chắc này là chắc đỏ hay cái gì? Chả biết được. Này 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 già nó đỏ, già già. Khai thác chắc nó nhiều loại lắm. Ừ. Chắc nó lá nó như lá xưa cơ mà. Chắc hay là gỗ nghiến gì đấy, đấy cái này. Chắc là nghiến. Khai thác ở trên rừng. Chắc là nghiến chứ chắc nó khác mà. Nó mọc đấy. Dạ. Chắc lá nó hơi giống lá mực quế. Chắc là nghiến gì đấy. Chắc là nghiến rồi. Đấy, nhìn có vẻ gỗ nó cứng cáp nhỉ. Để về Google lại xem là nhìn cái chất lá này chất giống rất giống giống lá cái du đỏ đỏ, đỏ tím tím này, giống lá cái du ghê, có vẻ đẹp hơn lá du lắm rồi, tưởng bao lòng này là giá là 1 triệu à? 1,5 triệu. Gỗ nghiến, thớt nghiến đấy, bán này là gỗ cấm đấy. Cây trong sách đỏ đấy. Cây đỏ với trong sách đỏ luôn, hay quá. Loạt mini rất là bạn quế đấy, bạn quế. Đấy, sung này bao nhiêu tiền bác? Sung 500. 500. Đấy, toàn là rẻ nhất chợ luôn này. Cho các đối tượng từ sinh viên cho đến tùy chơi. Đều chơi cái hợp lý. Xương cá này, mai chú thủy. Nhiều. Nhìn này như hàng trăm cây này ở đây. Ở đây xem có cái gì là lạ. Đấy, ví dụ như cái sung này bao tiền bác? Triệu 2. Sung nếp đây, tím tím này, nhiều quả đấy. Sung này chất liệu dễ ra quả đấy. Đấy, cái xanh này cũng được này. Hàng 5-700 đấy. Hoa giấy. Ok. Bác bên kia thì nay mang nhiều phôi quá. Kiểu như là lòng heo ấy. Với lại cái 25 đồng của bác xem nào. Được trước nhiều hàng hết căng lắm mà bác, hay không mang lên à? Không mang. Tuần sau mang mấy cái tùng nó đẹp. À đi à, La Hán đúng không? Đây là giấy à? Giấy. Đấy, bóc thân này ra liệu được không? Trên xe một người đẹp thế. Đâu bác? Giá 4 triệu. À. À, trong kia thì đâu rộng rãi ghê nhỉ.
ơi. Đấy, 4 triệu, 2 người B. Chưa chồng. Đọc số của bác ấy lại lưu lại cái đầu xe nó mất số. À, số của tay, số của phải số đất của mình đâu. À, thế à. Có đọc lại cái số của mình là 0942 0942 455 455 590 890 không? Ờ. Mà xem nhớ. Hôm nay không có cái đẹp thì trên sau cái đẹp. Có số rồi thì thế mà gọi. Cái gì đấy? C. Ok. Để sang khu vực khác, ủng hộ các bác khác đó nhé.